xin chào các bạn đến với chuyên mục review đồ ăn của mình. Hôm qua mình đang lướt Foodie thì mình thấy tin Foodie quảng cáo cho cái hộp tteokbokki này của quán trà sữa Foxy ở trên đường số 8 ở quận Gò Vấp. Thì Foodie quảng cáo là họ bán giảm giá 5.000 một hộp vào ngày 1 với ngày 2 tháng 4. Nhưng mà lúc mình lên trên ứng dụng mình mua thì mình mua với giá là 29.500, trong khi giá gốc của hộp này là 59.000. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra ha. Cái này mình đã mở sẵn rồi. Ở trong này mình có gói nước sốt và hướng dẫn. Nước sốt nhìn khá là hấp dẫn ha. Có mè với lại hành lá, một cái trứng gà. Còn trên hình của Foodie thì là 4 cái trứng cút, một bịch chả cá Hàn Quốc, còn có chả cá miếng với lại cái này sợi, và cuối cùng là có tteokbokki. Bây giờ mình sẽ mang cái này đi để nấu theo hướng dẫn. Ở đây thì họ nói là mình dùng nước chén nước lọc, đổ nước lọc trước, rồi sau đó cho túi nước sốt và sau đó thêm rau nếu mình thích. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh gạo vào luộc, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục các công đoạn khác theo hướng dẫn trên cái bình nước sốt. Mình có cải thảo nên mình xắt một ít cải thảo để xíu nữa cho vào. Rồi mình cũng cắt chả cá thành cái nước sôi, rồi bây giờ mình cho cái gói sốt vào. Cái nước nước có vị cay ngọt nhẹ nhưng mà với không có đủ đậm đà. Khi mình đã nấu xong rồi, bây giờ mình đổ ra tô thì cái trứng luộc rồi đi kèm mình cắt làm đôi như thế này, và mình cũng đã nêm thêm một xíu tương cà rồi. Thì mình nhận xét đầu tiên là khi mình nhận cái hộp á, thì mình cảm thấy rất là thích, tại vì nhìn cực kỳ sạch sẽ với lại cũng rất là chuyên nghiệp. Và với cái mức giá mà mình mua 30 á, thì cái này mình thấy dùng để ăn sáng. Đối với mình thì cái này thật sự là khá là nhiều cho ăn một lần. Đối với các bạn khác có sức ăn khỏe thì mình nghĩ là vừa đủ. Bây giờ mình sẽ thử một miếng. Ngon quá. Bánh gạo mềm. Với lại khi mà mình nêm thêm một ít tương cà, cái nước nó sệt sệt, rất là vừa ăn.